Hello mọi người, hôm nay mình sẽ unbox DVD The Windsor in Seoul của BTS. Này, mình mới nhận được luôn nè. Gì nặng quá trời nặng. Đẹp chưa? Đi mặt trước nhé. Bên này nặng quá mình cầm không nổi. Mặt sau. Còn có ba cái đĩa rồi. Đẹp quá. Cái này hồi nãy nó không có rách đâu mà nãy mình lỡ mình đụng vô cái nó rách luôn. Muốn xin nha, poster, đây là poster này. Đây là hàng mình mua hàng đợt đầu luôn, first press luôn ấy. Khoảng 1 triệu tổng cái tiền ship về Việt Nam. Mấy bữa nay Việt Nam bão nên về trễ xíu. Đừng cứ như sợ em nó bị đau ấy. Có đứt không nhỉ? Đứt chứ, đứt rồi. Sợ chạy thôi. Cái này mở gì? Wow. Xong trong như vậy này thầy hãy có hai phần. Trời nặng thế. Một bên này The Windsor Photobook. Đây là bên đĩa. Nặng là nặng nhất cái cuốn photobook biết. Bỏ cái cuốn nó xuống là thấy nhẹ tay hẳn luôn. Sorry mọi người nha, máy mình nó vừa hết dung lượng mà nó cứ tiếp tục luôn. Hay mới lại nhé. 2017 BTS Live Jeju Episode 3 in Seoul. Đẹp quá Lắp 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 nè. Để mình xuống. Chưa coi là thấy đẹp rồi. Wow. Sang quá trời luôn. Mình có đặt Blu-ray nữa. DVD về không kìm lòng được. Mình định quay một lần luôn. Nhưng mà không kìm lòng được vì đẹp quá. Mình mở ra xem. Photobook. Đây trong trang nhá. Mình kiểu như bị xin lỗi mấy bạn, mấy mình nó lại thắt một lần nữa. Thật là điên với nó đi mà. Mình vẫn chưa coi tha đâu. Mình chưa biết là mình nhận được tha của ai hết. Hồi hộp quá. Đẹp quá à. J-Hope, J-Hope, oh my god, J-Hope. Trong trang này coi bao giờ mới hết nhỉ? Mình lật nhanh nhé. Xin chào, chỗ này mình bị kiểu như Jimin ám ảnh. Lật giống Jimin. Mình nói thật ra mình không có bias ai hết á. J-Hope. Xin chào. Khá em á. Không, mình thấy cái là hai ai cũng được hết trơn á. Ủa Redmond hả ta? Redmond, right? Yeah. Trời ơi, xinh quá à. Oh my god. Redmond Star.
sự phải ngồi ngắm con này cả ngày luôn. Xin chào chào các bạn. Xích đủ rồi, bây giờ mình ngồi mình xích nhiều quá. Chini, đi về chưa có tắm nào của Chini. Mình sợ mấy mình không đủ dung lượng để ngồi coi hết Facebook đâu. Trời ơi, đẹp quá. Chikuk right. Cái này là Chikuk này. Chikuk. Mình bị cuồng Khúc Min lắm luôn từ khi sau khi coi cái clip của Khúc Min World, bảy vị thần của chúng ta. Bảy vị thần. Đẹp quá, kỳ tích. Trời ơi, trên cái cầu này sao mình lực trang nào cũng dính Jimin với Rắc Môn nhỉ? Không lẽ bây giờ lại đi bia Jimin? Wow, cầu ấm. Đẹp quá à. Y chang cái bia luôn. Y chang cái bia hồi nãy mình quay cho mấy bạn. Trời ơi, nữa nè Rắc Môn. Jin, oh my god, Jin. Sao là, bây giờ chưa đọc chúng tấm nào của Sao là mà đẹp lắm. J-Hope. Cái hình này là hình nhất cái kênh Angela J-Hope. Kính nó bao nhiêu muối luôn á mấy bạn coi. Xin lỗi mấy bạn chứ mấy mình nó tắt lần với N luôn rồi. Bây giờ mình sẽ mở poster nhé, mở nhanh nhanh. Nhanh tay lên con nó lại tắt thêm lần nữa, chết luôn. Wow. Ngược. Giờ này mới đúng. Cái này dài tận 1 mét đấy. Cái này là Vimon Jungkook Hopmin. Wow. Cuối cùng 7 người trên xe. Cái này từ thời Run này. Đẹp. Cái này nó dài kinh khủng. Còn là Like Jimin. Cái này giống trong Lost Castle Japanese version. Cái này dài quá. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Thông cảm cho mình vì video đầu tiên còn lỗi hơi nhiều. Sắp tới mình sẽ unbox nhiều nữa để bù lại. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye.